thứ hai của series đầu tiên. À dễ, quên mất anh Cương ạ. Quên mất đấy. À, anh em cứ like bet là được, là ủng hộ cho em rồi. Cứ like bet đi. Like bet mạnh mẽ vào, hội có 40 người thì cứ một like cũng như là đôi ba cái chia sẻ ngày nào cũng thế thì ưng. Like mạnh mẽ vào. Trên này xi măng khi nào ký hợp đồng Facebook thì kiểu gì mình cũng sẽ sơ mú được một đôi chén rượu. Ôi, cảm ơn anh Đoàn Bá Đạt nhá. Chào Ngọc Anh. Chào anh Đinh Quang Đức. Ờ chết, anh Đinh Quang Đức lại không chào anh em game thủ bình luận viên đi, chào Ngọc Anh thế này. Rồi em đợi chút, chúng ta đến giờ tiếp theo. Start the game Quân, already. vâng, Kata. Alamaz, Alamaz. Ồ, đánh được. Rogan, Fury, Alamaz. Cho Son Rom đối đầu với Rom Kata. Fury, Vâng, đánh được này. Cần, cần. Alamaz. Cần không tì vết. Rogan, Alamaz. Oklahoma, Alamaz. Oklahoma, Oklahoma, Alamaz. 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 Ô, tình huống này vâng nhét được hai con nông dân vào bãi quả, vâng cũng là mắc binh, nhưng nếu được nhét được một con dân nữa thì là mắc của mắc luôn. Đây là bài cá tha của game thủ Hoàng Mai Nhi, gỗ đầu của anh cũng là gần. Còn đây là bài Roman của game thủ Simang, một bãi quả phủ 6 và có một bầy hươu. Bên kia là tí cầm rôm và Xuân Thứ là cầm cho son. Vâng, cảm ơn Phạm Phương Mai. Gương mặt thân quen hình như tối qua cũng có mặt ở văn phòng. Một fan cứng của Hà Nội cũng như Hà Nam. Vâng, bảo vệ là xi măng thiếu một đồ. Đây là Roman, một bầy hươu 4 con. Nông dân vẫn đang đi tìm thêm đồ. Vâng, đây là bãi quả. Thông báo về là mắc binh. Thế thì vâng, không biết là cái thủ mình sẽ lựa chọn đấu pháp gì. Phải là cung một váy không anh? Không biết có phải như vậy không. Chúng ta cùng chờ đợi xem quyết định của game thủ. Đây là bài mắc binh đến từ game thủ xi măng. Hai con voi ở xa, một bãi quả phụ và hiếu 4. Vâng, đã là ok rồi. Còn đây là máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, đang vẫn đi dò thêm đồ. Có một bầy hươu ở... Vâng, rồi. Vâng, đi dò đâm đầu vào con sư tử ấy luôn. Ờ, có bãi quả nhé. Ờ, vâng, vậy là ngon rồi. Kia là hai con voi nữa thì là thơm thịt. Một bài ổn đến từ Kata. Ở đây, đây không phải đâu Hi ạ. Mình bây giờ mình mới chuyển qua đấy. Tại vì vừa rồi thì theo dõi bài của Xi Măng xem đồ đạc như nào. Vâng, vậy là hai con voi, vâng. Đúng là hai con voi luôn. Và có thêm một bãi quả nữa. Một bài Hoàng Mai Nhi cũng là được. À, không anh Hàn Đức Việt ơi, em chẳng qua là Xi Măng báo về là bài mắc binh, em muốn xem bài vở như nào thôi. Sau khi thấy bài vở rồi là em quay sang máy game thủ Hoàng Mai Nhi luôn. Vâng, anh em đợi em tí nhá. Hình như vừa rồi lại có một tí lỗi rồi. Biết có phải là để lâu quá máy game thủ Hoàng Minh Nhi, à cái máy game thủ Hoàng Minh Nhi như hôm qua không? Lại lỗi view rồi. Không, vậy thì anh em xem bài xi măng đi. Vâng, chào anh Duy Phan.
Oklahoma. Vâng, 2-3 dân vừa đã kích đời. Sẽ là bài kích 9 tiếp theo của game thủ xi măng. Vâng, đúng rồi anh Huy ạ. Đợi tí em sẽ, sau trận đấu này em sẽ chỉnh luôn. Vâng, kích đời rồi, 9-45 của game thủ xi măng. Vâng, đây là nhà game thủ tí màu 2. Và kia nhà Xuân Thứ thì cũng đã tình huống bo thêm 2 cái e rồi. Khả năng là không nhà. Đây là ba con nông dân của game thủ tí. Vâng, sẽ bỏ mạng thôi. Vâng, chào anh Minh Master. Hai. Vâng, hai chết nhiều dân đấy, chết thêm 3 dân đây nữa là vậy là chết thêm 8 dân rồi. Và đây là con giò của màu 2. Vâng, đây là bãi vàng của game thủ tí, tí vẫn chưa nhảy đời. Thì đây là một bài kích 9 sớm của game thủ xi măng. Và bãi vàng này chắc chắn là sẽ bị chọc vào. Vâng, vậy là chết tầm thêm 6 nông dân này nữa. Hôm qua cũng như tình trường hợp như này, kiểu mình view được. Nên Thịnh, vâng, em đã xong chỉnh xong thông số kỹ thuật rồi. Vâng, vậy thì em chỉnh xong thì cũng trận đấu cũng là kết thúc luôn. Vâng, vậy là tỷ số là 2-0.